Ê, làm gì vậy? Gạo Hạt gạo, làm gì? hạt gạo để xào, Ủa, mà sao làm gì? xào để ăn, Ăn làm gì? ăn cái này kia ông nội mày, Kiếm nội không chi? Ông đi đâu rồi mà? kia ông nội mày, để hỏi gì sao mà sinh ra ba mày, ba tao mới lấy ba mày đẻ ra mày, là hỏi nhiều đó, còn những cái hỏi ngay hay sợ, Hỏi gì không biết mới hỏi chứ bộ. thỉnh thần ơi trời, Ủa, mày rồi mày lặt không chưa? gần xong rồi. Nào xong Chút xíu xong chứ được khi nào nó là muộn đến Tết năm sau, Tết năm sau nó chưa lặt xong rồi, mà Tết năm sau nữa tao lặt tiếp quá mày, trời bà nghĩ cái gì gì vậy? vậy. Sắp ăn cây bây giờ chạy mày, mày nhây không hả? Thánh thằng ơi, còn với cái gì đâu mà hỏi nhảy sợ nhây được. Hỏi tới 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 hỏi cho bà được, là không mệt mà trả lời nó không mệt nữa. Sáng đâu kêu mày lấy chặt cho tao mấy thằng chuối để đâu vậy? Gì Mấy thằng chuối để không đâu? à, hồi sáng mà kêu là chú chín đang ở nhà đang gỗ trong nhà, bảo là chú sống mà ăn chưa có ăn được, để vài ngày mà lấy chú chín đi, thấy không, Dạ. nghe mày nói nghe nè, Ông gì mẹ? đi vô chợ lấy giùm mẹ gỗ chuối coi, Anh chị? đi đưa cho con chín nè, Chú nói làm gì? Chú nhà mình mà. đưa con chín nhỏ, đưa con chín ăn, Ủa, rồi ăn làm gì? ăn để kiếm mày, Chúng con chị cũng đứng đây để quánh mà. mày nè, bà nội Ê, quá ê, trời ê, ơi, đó. hoài luôn, Quên, hoài đây, luôn, đây, đây. Mẹ. anh nào cái gì mà ngay thấy sợ cái gì, nó hỏi tới 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 nó hỏi hoài, nó hỏi giờ mà hỏi cái mắc mệt luôn, thiệt một ngày mà làm không mệt mà nghe nó hỏi cũng mệt đó, Nó hỏi thiệt là nó nghe nó giỡn mày. không biết, ôi là trời, Ủa, nó ở đâu lắm luôn rồi mày ơi. Đâu vậy mẹ? gì ở trên bàn á, cái bàn ở giữa là Giữa là nào chạy bàn thờ tao á, có đâu trời ơi thánh thần ơi trời, thiệt chứ không có thấy. tao mà vô đâu tí được, mà tàn canh nó lạnh miệng tao, À, từ từ nói mày ơi, cái bàn đó kìa, cái bàn giữa kìa, giữa là gì chạy thánh thần nó có kiếm đâu, có thật sự là kiếm không vậy, không có thấy bàn giữa nào chạy. còn cái này là cái gì, cái này là cái gì, cái gì không phải cái bàn, không lẽ cái này là cái ghế sofa, Là cái này nó bàn nằm ngay cửa, nó bàn giữa, chiếc bàn giữa không có thấy đâu. cái này hỏi nằm giữa Nằm ngay nhà, ngay cái cửa mà. là bắt buộc rồi, phải qua cái bàn giữa nó kiếm, không có là thôi, Nó sai rồi đó. đi vô chậm cúi xuống liền, Đó, muốn làm gì? cúi xuống liền ngay lập tức, ăn cay bây giờ đó nè, thôi từ từ nói, còn cái trái nó không còn được nghe, mà nằm đứng sau Quánh nhẹ nhẹ thôi nha. rồi Nè, tôi kêu lấy cái dừa nè. ngồi đây, Mày mà lấy gì làm gì ạ? lấy về nạo ra làm bánh, làm gì, Nạo làm bánh gì? làm bánh để ăn, Ăn đi làm gì? ăn để quýnh ông với con không, Rồi mắc gì với tôi? thánh thần ơi, hai cha con sao y chang nhau vậy, sao hai cha con sao mà nhây dữ vậy, Nó không có cha tôi, không lẽ nó coi hàng xóm. Tôi mà ra làm gì? đây lạc gạo, Lạc gạo chứ. lạc gạo đây mình đổ bỏ, Chuyện lạc gạo đổ bỏ. thích tôi thích vậy đó, thích lạc gạo sao bỏ, đổ bỏ đi mua gì gạo được, lạc sao đổ bỏ tiếp Ôi rồi đổ bỏ chứ. vậy đó, Tự nhiên họ lạc gạo không ăn thì đem đổ bỏ được sao? tôi thích vậy đó được không, Vậy sao thích? ông thì cái bởi vì ông ăn nấm bây giờ ông đóng nấm xì phổi đánh đau lắm nghe, đấm đau lắm đó, đấm là xì phổi đó, Đấm đau là đấm sao? đúng không hả, sao mà hai cha con y chang nhau vậy, tôi pha cái dừa một cái từ đây xiên tới bên kia bây giờ nè, Phải cái dừa sao xiên? nhây 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 thánh thần ơi trời, chồng với con sao y chang nhau hả, sao hai cha con nó giống nhau dữ không biết nữa, mà nó xanh, tao nhớ là xanh nhà con cọp, mà nó là xanh xanh ngay con ấy đâu mà nhây dữ gì không biết, Nhây là nhây sao? ăn đấm bây giờ đó nè, thấy không, Gì mẹ? chạy qua nhà cô Sáu lấy giùm mẹ cái bàn nạo coi, Thằng nào thế nào? Nấu dừa hay nấu gì? cái bàn nạo dừa á, Dừa khô quá hả? Nấu dừa khô là nấu dừa tươi. cái dạ thưa bố, cái bàn nạo dừa khô hay là bàn nạo dừa tươi thì nói chung là nói cái bàn nạo là biết cái bàn nạo hà, Rồi rồi, đến đi liền. Rồi cái bàn nào đúng không?
không lấy cái bàn trà hả, còn lấy cái bánh xe đạp á đem về nạo dừa. Trời ơi, thánh hàng người ta lên máu với hai cha con này quá trời, sao mà suốt ngày có mấy câu chuyện sỏi hoài vậy trời. Ê, gì vậy? Cái chai xà bông tôi để đâu? Chai xà bông đi nóc nhà chảnh á. Chẳng có gì không, để cầu tắm. Tôi thích, tôi thích chiều hành chiều chiều buổi chiều chiều đi gánh gánh nó leo lên nóc nhà nó tắm tắm dài xối nước ầm ầm gì đó ở chảnh á. Xong rồi tắm xong tôi lao mình mẻ xong rồi tôi thay đồ chảnh xong rồi leo xuống. Mất gì có cầu tắm không tắm lên nóc nhà. Tôi thích. Người yêu làm gì thích? Tại thích gì đó. Tại thích là. Thì tao cái xà bông tắm thì làm cho tao lét cái đầu nằm đâu. Mà không có trong đó tôi mới hỏi bà. Không có đó đi kiếm. Nhà này có ba người, giờ tôi không hỏi bà hỏi ai, giờ tôi không thấy hỏi ai. Đi kiếm. Kiếm ở đâu? Cái đầu tôi nè. Mời thôi có làm cái gì vậy ông xã? Đầu mới mới ra coi. Thỉnh thằng ơi. Chết hết ra đi mua đi. Hết là hết sao còn mà, hôm qua tôi xài còn nữa mà sao hết. Nhưng mà bây giờ bữa nay nó hết. Hai cha con ông hôm qua tắm với tôi tắm là hết, hiểu không? Mà hôm qua tôi... Bây giờ nó muốn hết là nó hết à. Sao hết được? Tôi vỗ một cái ghế một cái khỏi hỏi luôn nha. Bớt dây đi nha. Thì chắc là hết rồi đó, nên đi mua. Thánh thần ơi trời, cái gì vậy trời. Cô Sáu ơi. Gì vậy? Mẹ con kêu qua cô Sáu ơi, mượn cái bàn nạo. Bàn nạo hả? Dạ. Rồi rồi, đại cả đi. Cô Sáu làm gì vậy? Bếp nhà. Bếp nhà chi vậy? Nhà cho sạch. Sạch làm gì? Cái nhà sạch thì mát quá, sạch thì ngon cơm. Cơm ngon làm gì vậy? Thì cơm ngon thì mình mới no được chứ, thằng này hỏi ngộ mà trời. Mày no mà làm gì? Ủa no thì mày mới sống được. Sống làm gì? Thì sống để mình gán, mình làm kiếm tiền, mình dành dụm. Mình giàu có như người ta. Giàu có như người ta chị? Thôi thì giàu có thì mình mới phát triển được, mình mới hả mua này mua kia chứ trời, thằng nào hỏi ngộ à. Mua này mua kia là mua gì? Thì xe cộ thì nhà cửa rồi đất đai. Mua xe cộ nhà cửa đất đai chi? Thì để dành có của với người ta. Mà mình có của với người ta làm chi? Mà nội cha nữa kìa, có của với người ta là không để cho người ta khinh bỉ mình, hiểu không? Người ta không chê mình nghèo. Chứ mình nghèo làm gì? Sao cái gì mà mày cũng hỏi hoài vậy? Hả? Sao cái gì hỏi hoài vậy? Hỏi tới vậy? Ủa thì con không biết con hỏi thôi. Thằng ơi, rồi cái gì mà không biết? Hả? Người ta nói một lần một thôi là không biết là sao vậy? Cái gì con cũng không biết nha. Sao mày hỏi hoài vậy? Hả? Bộ hồi đó mẹ mày xin cái miệng mày cái trước hay gì? Sao mở cái môi sao đỏ tươi vậy? Trời ơi. Tha son. Tha trong tha ngoài. Thật mày lắm, mày ra tao muốn tha ở đâu tha kệ tao đi. Ủa liên quan gì tới mày? Ủa sao cái bông tai bự vậy trời? Thì tao thích bông tai bự. Nha. Bây giờ tao không thích eo nhỏ thì thích eo bự gì nè được không? Hả? Ủa sao tao thích cô lạ vậy? Cô bị gì vậy? Sao? Sao mày đừng hỏi tao nữa, tao quá mệt rồi. Mệt gì vậy? Ông ra, ông lấy cái bằng nào, ông đưa cho nó biến gì bệnh đi, tao quá mệt. Cái bằng nào hả? Nó hỏi tôi nói hả, nó hỏi tôi từ đầu mùa tới cuối mùa. Nó hỏi tôi cái gì? Bây giờ tim tôi Ủa tim của sao bị gì? Thôi bạn nó bị đực không? Con cháu bị đau tim, đau tim con. Ông bị đau tim, ông đưa nó cho bệnh nó về. Bệnh đó là bệnh đó hiểu không? Thôi. Hiểu không? Bệnh gì? Mày im, mày đau tim. Mày đừng có hỏi gì nữa, mày đừng có hỏi gì nữa. Kẹt tôi đi. Trời ơi. Sao? Cái gì nữa? Sao đâu vậy? Kiếm ông nội mày đừng có hỏi nữa. Tao quá cho nó mệt, tao quá cho tim mệt. Chứ lấy bằng nào con mà? Sao? Mẹ ơi. Cái bằng nào đó vậy? Bằng nào hả? Cô Sáu không có nhà. Còn bà Sáu đâu? Nó đi rồi. Đi đâu? Đi theo ông nội rồi. Ông nội gì? Ông bà đẻ con mẹ đi theo gì đó? Thì cũng đi theo rồi. Bà Sáu chạy? Đi đứng nói chuyện hồi cô Sáu bị gì á? Đau tim gì đó. Rồi, tao hiểu rồi. Dạ. Tao hiểu sao kết quả mới đi gì đó. Quá trời quá đất rồi. Đi vô trong đi. Khỏi lấy gì chứ, khỏi ăn khỏi uống gì chứ á. Gì vậy? Tao mệt nó không ăn uống gì luôn đi. Sao mà gặp nhau lâu dữ vậy? Tao thích. Thích, tao thích lì lạ sáng giờ luôn, thấy sao thích. Hoài nữa trời. Hoài luôn đó.
Ủa bà ơi. Mẹ. Mẹ. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Mẹ đâu vậy? Tôi đi ra khỏi cái nhà này. Tôi đi ra khỏi nhà làm gì? Tôi đi theo trai. Đi chơi làm gì mẹ? Ba sao mẹ không mở? Tôi thích vậy, thích theo trai được không? Rồi mắc gì thích theo trai? Tại thích theo trai gì đó. Đâu có nhà với tôi. Tại vì không muốn ở với ông với con nữa. Không thấy ba vẫn còn đẹp trai mà mẹ. Tao quá trời mệt hai cha con mày ơi. Ngay gì mà ngay thấy xã hội gì mà hỏi thấy ghê thiệt. Thế nó một ngày tao ở với cha con một ngày nữa tao không thể sống nổi tới đây cuối đời đâu. Mẹ không, mẹ không mở nhà này rồi mẹ đi đâu? Ừ. Đi theo trai. Trai nào? Trai làm gì? Thích đi theo trai gì được không? Mà trai nào? Kệ tôi. Ông nào mới được nghe. Mà tên gì? Ông có tốt hơn ba không? Đúng rồi, có tốt hơn tôi không? Có đẹp trai hơn ba không? Nó là chuyện đấy kìa. Lớn tuổi hơn tôi không? Có hiền hơn ba không nữa. Em muốn đi là đi đâu? Tôi không? Mẹ. Sao bà không trả lời? Mình suy nghĩ kỹ lại đi. Đang đấm bây giờ, đang đấm bây giờ nè. Nha, bà bắt có nhây đi. Cái quá trời mệt dữ thiệt. Trời ta không sống nổi với gia đình này. Làm gì mà? Một ngày đã ở gia đình, một ngày nào đó ta lên máu có ngày luôn nè. Gì đâu? Rồi mắc gì không sống? Vẫn còn đang sống mà. Mình sinh ra để sống mà mẹ. Mà tao thích đi được không? Mà đi đâu? Kệ tao. Rồi mắc gì đi hả sao? Mắc gì đi, mắc gì trời? Sao ở nhà mà đi? Trời. Mẹ đi thiệt hả? Chưa đập số kìa. Dạ con thích con biết rồi ba ơi. Ba đừng có hỏi nữa. Mà đi chừng nào về? Hả? Đi chừng nào về? Mẹ. Mẹ đi thiệt luôn hả? Thôi thì ba. Mà sao bà đi vậy? Sao ba hỏi con? Rồi bà đi theo trai lại đi theo ai? Con cũng biết nữa. Hỏi nhà này ai chăm? Chắc bà đi chiều bà về đó. Chắc không đi được lâu đâu. Thì vô nấu cơm đi. Nấu cơm chi bà? Nấu cơm ăn. Ăn làm gì? Ăn cho no. No làm gì nữa trời? No để sống. Sống làm gì? Sống để ăn. Ăn làm gì? Ăn đấm mày, ăn đấm không? Thấy mày ngay dữ lắm rồi đó. Mày đừng học theo tao nha. Ăn đấm ra làm sao con? Nó chưa ăn. Đúng không? Ăn đấm mà sao không? Đi trời ra.